Let's review Unit 3. Khi chúng mình muốn giới thiệu những thành viên gia đình của chúng mình khi mà bạn đến chơi nhà thì chúng mình sẽ giới thiệu như thế nào? À, chúng mình sẽ đặt câu This is my. Và chỗ ba chấm này các con sẽ điền tên của thành viên đó trong gia đình các con. Cô đưa những ví dụ cụ thể cho các con dễ hiểu nhé. Nếu các con muốn giới thiệu à đây là ông của tôi thì các con sẽ nói This is my grandfather. This is my grandfather. Nếu các con muốn giới thiệu đây là bà của tôi, các con sẽ nói This is my grandmother. This is my grandmother. Đây là chú của tôi hay là bác của tôi. This is my uncle. This is my uncle. Đây là dì của tôi hay cô của tôi. This is my aunt. This is my aunt. Đây là anh hay chị hoặc là em họ của tôi. Các con sẽ nói This is my cousin. This is my cousin. Vậy khi đấy như con giới thiệu những thành viên trong gia đình của các con với bạn của con thì họ sẽ thể hiện cái sự tôn trọng bằng cách họ đáp lại rằng à, rất vui được gặp những người trong gia đình của con, thì họ sẽ nói Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Hoặc là họ sẽ có thể cách nói khác là Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Hai cách này các con đều sử dụng được. Vậy nếu như bạn bè của con có giới thiệu những người trong gia đình của bạn ấy với con thì con cũng hãy thể hiện sự tôn trọng và lịch sự đối với họ, là con nói rằng con rất vui được gặp họ nhé. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở những video ôn tập sau nhé. Bye bye!